Đoàn đã đi vào trong khu bên trong, khuôn viên bên trong của bãi Phật. Đây có nhiều bức tượng Phật rất là đẹp. Và trước mắt chúng ta là một chiếc hồ lô khá lớn. Không biết bên trong thì là nó như thế nào. Đó. Rất là lớn. Nó rất là lớn, rất to. Đây là các những vị khách Tây đang thăm bãi Phật. Ôi, đây có một cái cây to cổ thụ rất là mát. Một cây cổ thụ khá là mát, sum xuê. Cái cây này nó đặc trưng ở bên những đất nước sư. Chùa tháp. Đây. Ôi, nhìn thấy sư rồi. Anh đẹp, rất đẹp. Khá là đẹp, khá là lạ mắt. Đấy, những bức tượng Phật rất là hoành tráng. Gặp hai nhà sư và gia đình đang xin chụp ảnh với hai nhà sư. Vâng, bây giờ tôi tạm dừng để chụp ảnh với các nhà sư đã. Đấy, các nhà sư vừa mới chụp ảnh với gia đình tôi. Thôi. Đấy, rất nhiều những bức tượng đẹp. Nhiều lắm. Lần đầu tiên được đến những nơi như thế này. Tượng Phật cầm những chú rắn rất là lớn. Đây. Đầu chú mãng xà lớn đây. Đây. Đó. Đấy, xung quanh là những bức tượng Phật xa gần đều có. Rất nhiều. Đây gọi là bãi Phật. Thấp thoáng các nhà sư. Tượng Phật những thiếu nữ. Đấy, tiếng chuông chùa. Tiếng chuông ở đâu đó rất lớn. Đây một bức tượng Phật nằm khá là lớn, rất là dài, có thể dài đến mấy chục mét, 40-50 mét. Các vị khách chung kia, con gái mới để thi vàng đang trèo lên trên cao của một cái tòa bảo tháp. Anh còn dài còn không dám bò ra. Hai.
rất nhiều những bức tượng, hàng trăm hàng nghìn bức tượng. Nhiều lắm. Đẹp quá. Như khuôn viên của bãi Phật. Rất nhiều ngôi thượng Phật. Anh làm ơn anh chụp chủ với em kìa. Một khuôn viên khá là rộng. Không biết là bao giờ mới đi hết được cái chỗ này. Rất nhiều những bức tượng Phật khác nhau, nhiều tư thế khác nhau. Nhiều lắm. Độc đáo. Đất nước Lào. Viên Chăn tươi đẹp. Hoa đẹp. Cảnh đẹp. Tượng đẹp. Thời tiết tốt. Ồ, có lẽ là không đi hết được, nhiều lắm. Rộng miên man. Các loại tượng Phật. Kia cũng có một cái bảo tháp khá là cao. Quá nhiều luôn. Rất nhiều. Nhiều tượng, nhiều Phật. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Có lẽ là đây là một cái bãi Phật rất là lớn của cách thủ đô Viên Chăn khoảng độ 20 km. À, một bãi Phật khá lớn với rất nhiều bức tượng Phật đẹp. Từ những không thể kể hết được. Các bức tượng Phật, mỗi bức tượng đều khác nhau. Đó. Lào đẹp lắm, thật đấy. Xin mời lên xin. Đấy. Ra đây con ơi. Đi ra đây con. Khẩn trương lên con. Rồi. Ra đây đi con. Đi đi nhanh chân lên con. Đây anh con trai. Anh ấy kêu nắng. Thời tiết tốt mà con. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ kết thúc clip ở đây để chụp ảnh lưu niệm. Xin thân ái kính chào tất cả mọi người ạ.